Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xướng ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Calvin Lewis đã rời tòa sau khi bị phạt 5 triệu Mỹ Kim và tuyên án bị quản chế 3 năm. Tổng thống Joe Biden đang đi trên than dây chính trị ở Gaza. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy lũ lụt và thiệt hại ở West Virginia. Lực lượng bảo vệ bờ Tây Tây Ban Nha giải cứu 73 người di cư ngoài khơi Gran Canaria. Tòa Bạch Ốc cho biết Israel phải thay đổi cách tiến hành cuộc chiến tại Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Thưa quý vị, Calvin Lewis rời tòa sau khi bị phạt 5 triệu Mỹ Kim và tuyên án bị quản chế 3 năm. Một lần nữa, dưới sự bảo vệ chặt chẽ, tỷ phú người Anh là Joe Lewis được nhìn thấy rời tòa sau khi một thẩm phán đã ra lệnh ông nộp phạt 5 triệu Mỹ Kim và chịu 3 năm quản chế vì đã chia sẻ mẹo chứng khoán bất hợp pháp. Từ đó, người sáng lập 87 tuổi một công ty đầu tư tránh được án tù sau khi các công tố viên và luật sư của ông ta kêu gọi khoan hồng. Lewis được nhìn thấy rời đi vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương ngày hôm qua. Gương mặt nổi tiếng của ông bị che khuất bởi những người bảo vệ và quần áo xung quanh khi ông quay trở lại chiếc xe tải màu đen của mình trước khi nó rời đi. Thẩm phán của Hoa Kỳ Jessica Clark ở Martin đã kết án Lewis, người đã nhận tội vào tháng 1 với âm mưu và hai tội gian lận chứng khoán. Hướng dẫn tuyên án liên bang yêu cầu mức án tù 2 năm, nhưng Clark không bị ràng buộc. Và những công tố viên đã cho biết người sáng lập Tavistock Group, người có quỹ tín thác của gia đình kiểm soát phần lớn đội banh là Tottenham Hotspur tại London, chuyển thông tin nội bộ về các công ty trong danh mục đầu tư của mình cho hai phi công riêng cũng như bạn bè, phụ tá cá nhân và những đối tác khác. Tổng thống Joe Biden đang đi trên than dây chính trị ở Gaza. Một nhà phân tích nói với Reuters hôm thứ Năm ngày 4 tháng 4 rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang đi trên một con đường chính trị chặt chẽ và không có lưới khi nói đến cuộc chiến ở Gaza. Một nhà phân tích nói với Reuters hôm thứ Năm ngày 4 tháng 4, với việc ông ủng hộ Israel khiến cho một số người trong đảng của ông xa lánh, thì Biden là một người suốt đời ủng hộ Israel, người đã chống lại áp lực từ chối viện trợ hoặc tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel hôm thứ Năm, đã đe dọa sẽ ra điều kiện hỗ trợ cho cuộc tấn công của Israel ở Gaza về việc nước này thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân dân, cứu trợ và dân thường. Lời cảnh báo của Biden được chuyển tiếp trong cuộc gọi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau một cuộc tấn công chết người của Israel nhằm vào các nhân viên cứu trợ của nhà bếp Trung tâm Thế giới, thúc đẩy những lời kêu gọi mới từ các đảng viên Đảng Dân Chủ, đồng chí của Biden, nhằm đặt ra các điều kiện về viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel. Israel cho rằng cuộc tấn công là một sai lầm. Blumenfeld, thành viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp John Hopkins, gọi tắt là SAIS, cho biết mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã phát triển khi cuộc chiến ở Gaza kéo dài với số người Palestine thiệt mạng ngày càng tăng. Cô nói rằng chúng tôi thật sự nghĩ rằng cuộc đình công nhằm vào các nhân viên cứu trợ tại World Central Kitchen là một bước ngoặt. Thậm chí bạn còn thấy là Donald Trump công khai nói rằng Israel cần kết thúc chiến tranh và kết thúc nó nhanh chóng. Washington là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Israel và chính quyền Biden hầu như là đã cung cấp lá chắn ngoại giao cho nước này tại Liên Hợp Quốc. Cảnh quay từ máy bay không người lái đã cho thấy lũ lụt và thiệt hại ở West Virginia. Đoàn phim do Sở Cứu hỏa Wheeling công bố vào ngày thứ Tư và thứ Năm với mức độ lũ lụt và thiệt hại trên đảo Wheeling ở West Virginia. Sở Cứu hỏa cảnh báo người dân về nguy cơ lũ lụt vào ngày thứ Năm với mức nước sông Ohio đạt đỉnh điểm 41.9 feet. Thành phố này cũng đưa ra những cảnh báo đối với Wheeling Island, Center Wheeling và South Wheeling.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha giải cứu 73 người di cư ngoài khơi Grand Canaria. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha hôm thứ Năm ngày 24 tháng 4 đã giải cứu 73 người di cư từ một chiếc thuyền gỗ ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Canary. Đoạn phim cho thấy là một số người di cư bị thương và một đứa trẻ được lực lượng bảo vệ bờ biển hỗ trợ sau khi con tàu kéo chiếc thuyền gỗ đến cảng Agunerun trên đảo Grand Canaria. Cơ quan biên giới Liên Âu Frontex cho biết tuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary hiện là tuyến đường bận rộn nhất cho tình trạng di cư bất hợp pháp từ Tây Phi vào với Liên minh châu Âu. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết là số người thực hiện hành trình nguy hiểm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 đã lên tới 13.115 người so với 2.178 người trong cùng kỳ năm ngoái. Tòa Bạch Ốc cho biết Israel phải thay đổi cách tiến hành cuộc chiến tại Gaza nếu không phải đối mặt với hậu quả. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby đã cho biết nếu Israel không chịu thay đổi cách tiến hành cuộc chiến tại Gaza, thì Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách đối với đồng minh Israel. Bình luận này của ông Kirby với phóng viên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden đã đưa ra lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất đối với Israel từ khi bắt đầu chiến tranh với Hamas và còn cảnh báo chính sách của Hoa Kỳ đối với Gaza sẽ được quyết định bởi việc liệu Israel có chịu thực hiện những bước đi giải quyết sự an toàn của các thường dân Palestine lẫn các nhân viên cứu trợ hay không. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như hai người thiệt mạng trong vụ pháo kích của Ukraine vào thành phố Donetsk và quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết, và tiếp theo sau đó sẽ là khói cuồn cuộn trên Gaza nhìn từ Rafah, cũng như là Quốc hội Peru đã bác bỏ tiến trình luận tội Tổng thống vướng vào vụ bê bối Rolex, và cũng như là Ngoại trưởng Blinken đã nói chính sách của Hoa Kỳ về Gaza sẽ thay đổi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.